Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý cô bác tuổi Ất Tỵ may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh phú đăng hỏa, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm để cho quý cô bác tuổi Ất Tỵ có được sự bứt phá, làm ăn trúng lớn, đổi đời liên tiếp, trúng số đại gia. Và vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình. Ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024 âm lịch. Để hiểu về vận trình của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024 thì chúng ta cần xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Ất Tỵ. Xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Ất Tỵ cho thấy người tuổi Ất Tỵ có thiên can là Ất Mộc, địa chi là Tỵ Hỏa, bước sang năm 2024 còn được gọi là năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn có thiên can là Giáp Mộc, địa chi là Thìn Thổ. Thiên can Ất Mộc gặp thiên can Giáp Mộc được coi là tương sinh tương khắc với nhau. Thiên can đại diện cho ý trời, ý nói rằng trong năm 2024, quý cô bác cần thuận theo ý trời mà làm, thuận theo việc thiện, càng làm việc thiện thì càng có nhiều phúc đức đối với mình. Công danh, sự nghiệp cũng từ đây mà phất lên ùn ùn như diều gặp gió, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ theo chân đổ về nhà, giàu sang phú quý. Chuyện tình duyên gia đạo cũng từ đây ấm mềm hơn. Tuy nhiên, nếu nghịch ý trời, thì quý cô bác sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, đồng thời sẽ gặp cảnh chia ly hay hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Địa chi Tỵ Hỏa gặp Thìn Thổ, mà Hỏa lại sinh xuất cho Thổ, ý nói rằng trong năm cái bác cần phải phó xuất nhiều hơn, làm càng nhiều việc thiện hơn, thì quý cô bác sẽ nhận về nhiều lộc, nhiều cơ hội và may mắn đến với bản thân mình. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 chiếu theo hệ ngũ hành cho thấy thì thuộc mệnh hỏa, bước sang năm 2024 âm lịch, năm của Giáp Thìn cũng thuộc hành hỏa, mà hỏa thì vừa tương sinh vừa tương khắc với nhau, chính vì vậy mà trong năm sẽ có cơ hội và may mắn đi kèm với thách thức. Người làm công ăn lương, trong năm chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, ắt sẽ có quý nhân phù trợ, cấp trên chỉ đường dẫn lối, tài lộc ùn ùn kéo theo chân về nhà, trả sạch nợ nần. Không trúng số thì cũng sẽ có tiền tỷ trong tay, nhà lầu xe xịn. Người làm ăn kinh doanh, trong năm quý cô bác đặc biệt cần chú ý tới công việc của mình, tập trung vào mở rộng mối quan hệ. Đầu năm cần lên cho mình những kế hoạch cụ thể, những cơ hội, những may mắn, áp sẽ tự nảy sinh trong đầu mà ra. Giữa năm thì quý cô bác cần phải thực hành mạnh mẽ những kế hoạch của mình, bắt tay và làm tất cả những điều mà kế hoạch đã vạch ra. Đặc biệt không được bỏ dở giữa chừng thì sẽ có được tài lộc, may mắn và cơ hội đến với bản thân của mình. Cuối năm quý cô bác chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, ắt sẽ có tài lộc theo chân, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý. Vậy vận số của quý cô bác tuổi Ất Tỵ biến động ra sao? Năm 2024 âm lịch tới đây sẽ thế nào? Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Bất ngờ trúng đậm, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đổi đời giàu sang phú quý, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, ôm tiền tỷ trong tay trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là đôi nét tính cách về cuộc đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Sự kết hợp giữa hành mộc và can với hành hỏa của chi mang tới cho Ất Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát ra tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang đến cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Sự tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính tình ngay thẳng và chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khao khát sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt, biết đánh giá chính xác tình hình giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi, họ là người rộng lượng và đạo đức. Trong chuyện tình cảm,
rắn gỗ khá ổn định và lâu bền. Họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng thương yêu, chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi họ sử dụng lời khuyên của những người thân này. Họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Tuổi Ất Tỵ 1965 có lộc cách, thế nên đi theo con đường kinh doanh có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng soi tỏ, thế nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học, thường có thành tựu cao. Một số người mệnh này có thể trở thành những công dân kiểu mới trong thời đại và là một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Những người mang nạp âm này không phải tuýp người đào hoa, bởi tuổi Tỵ là dịch mã nên cuộc sống bận rộn, thời trẻ họ ít có cơ hội tiếp cận với đối tượng. Thường là khi khá cứng tuổi họ mới có những cơ hội để tìm hiểu kết duyên, sức mạnh của họ và năng lượng ấm áp, nên khi yêu, họ thương nhiệt tình và dường như quên hết tất cả mọi việc còn dở dang. Họ quan tâm, chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Người tuổi Ất Tỵ là người đa tình, sau khi kết hôn vẫn có thể thay lòng đổi dạ. Họ cũng khó có được như ý hoàn toàn trong chuyện tình cảm, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Vận niên tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm 2024. Theo luận giải của các thầy tử vi phương Đông cho thấy, năm Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ gặp vận niên, mã trúng đao, xấu. Giải nghĩa, vận niên mã trúng đao tương ứng với vận niên xấu, tượng trưng cho hình ảnh chú ngựa chiến bị thương. Với vận niên này, bản thân cần kiềm chế trong mọi công việc để tránh thất bại, bản thân việc mình làm chứ không nên cạnh tranh. Xét tử vi năm 2024 tuổi Ất Tỵ cho thấy, tuổi này nên kỵ đi lại sông nước trong năm, di chuyển cầu phà cũng không tốt, giữ nguyên công việc hiện tại tốt hơn so với việc làm theo hướng mới, mọi việc sẽ tốt lên vào cuối năm. Xét theo tứ trụ, tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2024, thiên tuyệt địa hòa, trong năm này vận số của Ất Tỵ không được tốt, dễ đau ốm và lâu khỏi bệnh. Phương diện tiền bạc có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó, bản mệnh nên chú ý về chuyện thị phi và chuyện muộn phiền có thể đưa đến. Như vậy với bản mệnh Ất Tỵ, sinh năm 1965, năm 2024 sẽ mang đến cho bạn nhiều niềm vui và hy vọng. Dù có những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, nhưng họ vẫn sẽ gặp được những người tốt giúp đỡ và hỗ trợ. Cần lưu ý sức khỏe trong năm nay không được tốt, thế nhưng nếu tuổi sinh năm 1965 chú ý bảo vệ và tăng cường sức khỏe sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt hơn. Tổng quan năm 2024, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xét về ngũ hành. Người sinh năm này ngũ hành là bản mệnh hỏa, gặp năm 2024 ngũ hành cũng là hỏa, có mối quan hệ về tương hợp, tốt. Trong năm 2024, đối với người tuổi này chủ về thuận lợi, có nhiều cơ hội mở mang, phát triển các mối quan hệ liên kết trong công việc, cùng với đó sức khỏe của bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Với những người có dự định, có mục tiêu tiến hành trong năm nay thì nên thực hiện ngay, ngoài ra có vẻ như cơ hội kiếm tiền bạc thì những tháng giữa năm vô cùng thuận lợi. Xét về thiên can. Thiên can Ất là ngũ hành thuộc mộc, gặp thiên can Giáp là ngũ hành mộc, là mối quan hệ bình hòa. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn, tiền bạc gặp được nhiều cơ hội để kiếm ra, thế nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Luận giải tử vi Ất Tỵ năm 2024 cho thấy, công việc duy trì ở mức độ bình thường. Bên cạnh đó, thiên can năm có ngũ hành mộc dương và thiên can tuổi ngũ hành mộc, ý nghĩa về tính toán, công việc được người thân giúp đỡ và xuất hành đi xa cũng có lợi. Xét về địa chi. Người tuổi này có địa chi là Tỵ, gặp năm 2024 có địa chi là Thìn, là mối quan hệ bình hòa. Trong năm 2024, người tuổi này công việc chủ về duy trì và bình ổn như trước và không thay đổi, gia đạo có tin vui đưa đến. Ngoài ra, sau khi xét mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi này tương sinh trong ngũ hành địa chi của năm, do vậy mệnh chủ trong năm dễ có những tính toán về công việc xuất hiện dự định thay đổi có liên quan tới công việc hiện tại. Xét về cung phi. Cung phi của người sinh năm này thuộc cung Cấn Thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi năm thuộc Chấn Mộc, là khí lục sát. Đối với người cung phi Cấn thì năm Giáp Thìn không được lợi về chuyện tình cảm, thị phi dẫn tới kiện tụng nên cần cẩn trọng. Xét tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2024 cho thấy công việc làm ăn buôn bán không được như ý, có thể bị người khác phá hoại về quan hệ ngũ hành thổ của cung phi tuổi. Với ngũ hành mộc của cung phi năm là tương khắc, dẫn tới người Cấn Thổ phải suy nghĩ nhiều chuyện, khó khăn trong công việc. Bước vào năm 2024, về cơ bản tuổi Ất Tỵ có những điểm sáng hơn so với năm Quý Mão 2023.
Xét về công việc, đương số như được gặp thiên thời địa lợi, chỉ còn yếu tố nhân hòa nữa thôi là mưu sự lớn sẽ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành quả rực rỡ. May mắn có các tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng. Rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2024, tỷ lệ thành công là rất cao. Về tài lộc, tiền bạc, bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tiền bạc. Tiền bạc trong năm 2024 của tuổi Ất Tỵ có các thần tương hỗ, làm ăn kinh doanh phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương, sớm được tăng lương, thăng chức, người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm hung tinh tác động mạnh về tinh thần, đương số suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Ngoài ra đây là năm bản mệnh có thể vướng vào vòng lao lý hoặc kiện tụng của pháp luật nếu con đầy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này kẻo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Về tình cảm gia đạo, tam hợp sinh tình, hợp cho tình duyên và gia đạo của tuổi Tỵ trong năm 2024, người độc thân vượng đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý, tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn một đám cưới hạnh phúc. Có điều để đạt được điều ấy, đương số cần nhắc nhở bản thân chủ động hơn trong chuyện tình cảm, mọi thành công đều đến từ sự cố gắng, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí đâu. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn, có điều hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư biến đổi thất thường. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Về sức khỏe, tử vi năm 2024 tuổi Ất Tỵ cho thấy, xét về tổng thể, sức khỏe bình ổn, thể trạng tốt, tuy nhiên bản mệnh sinh cho lưu niên, thế nên khó tránh khỏi lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Năm có thiên khốc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong gia đình, theo đó cần ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn, có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc các môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Sao hạn tuổi Ất Tỵ phạm phải trong năm 2024? Sao chiếu mệnh tử vi 2024 đối với Ất Tỵ nam mạng, đó là sao Vân Hớn là hỏa tinh. Tử vi tuổi Ất Tỵ nam mạng năm 2024 gặp sao Vân Hớn, mang ý nghĩa về một năm người tuổi này có công việc ở mức bình hòa, không có nhiều chuyển biến nổi bật. Bên cạnh đó, nam mạng tuổi Ất Tỵ năm 2024 nên đề phòng về khẩu thiệt thị phi, sức khỏe không được tốt, có thể mồm miệng nóng nảy dẫn tới những chuyện bất lợi. Thị phi, tháng 2 và tháng 8 là những tháng xấu, chủ về chăn nuôi gia súc, có thể gặp chuyện quan sự hoặc là gia đạo không được an yên. Tuổi Ất Tỵ bước sang năm 2024 Giáp Thìn đối với nam mạng gặp hạn thiên la là một tiểu hạn. Với hạn thiên la thì năm Giáp Thìn, sức khỏe của người tuổi này chủ về không được tốt như mong muốn. Người tuổi Ất Tỵ nam mạng dễ bị đau ốm, bên cạnh đó đau ốm còn lâu ngày, bệnh tật có thể do tà ma quấy phá, ảnh hưởng cả phần tinh thần. Sao chiếu mệnh tử vi nữ mạng, sinh năm 1965 trong năm 2024 Giáp Thìn, đó là sao La Hầu là một kim tinh. Tử vi Ất Tỵ nữ mạng năm 2024 gặp sao La Hầu chiếu mệnh thì người nữ mạng tuổi này có thể gặp những điểm xấu, khó khăn trong vấn đề có liên quan tới luật pháp. Đây cũng là năm cần lưu ý về chuyện thị phi, chú ý miệng tiếng và sức khỏe, cẩn thận máu huyết, bệnh về mắt, tháng 1, tháng 7 âm lịch là xấu nhất trong năm Giáp Thìn. Người bản mệnh thuộc kim hoặc thuộc mộc ảnh hưởng nhiều hơn so với bản mệnh khác bởi sao này con ngũ hành kim. Tử vi tuổi Ất Tỵ nữ mạng trong năm 2024 gặp hạn Diêm Vương là một đại hạn. Tử
Tử vi năm Giáp Thìn 2024, tuổi nữ mạng, sinh năm 1965, khi gặp hạn Diêm Vương kỵ với các công việc có liên quan tới thư kiện, dễ mất mát về của cải. Vợ chồng không được thuận hòa, nảy sinh chuyện bất đồng, sinh nở trong năm không được thuận lợi, công việc kinh doanh buôn bán có được tài lộc. Vậy xét năm 2024 tuổi Ất Tỵ sẽ ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bước vào năm 2024, cục diện tử vi bất phân hung cát nên công việc cũng có tốt xấu đan xen, mặt tốt là có sự đổi mới hoặc là mở rộng chuyện làm ăn. Người làm công ăn lương có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài cát thần tương trợ. Song hành với đó là một vài sự hạn chế, cục diện xung khắc với biểu trưng là những khó khăn, thách thức, sự cản trở từ mâu thuẫn thị phi, khiến đương số khó mà hành sự thuận lợi ngay từ ban đầu. Mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng, mà phải trải qua sự thử thách tổn hao, mồ hôi, công sức. Trong năm thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và các đối tác, thế nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay vào thực hiện công việc. Nhờ thế mặt đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn, thậm chí đôi bên có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô hợp tác. Vì vậy, bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá, bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình, mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức để làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn. Xét về phương diện tài lộc tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Năm có cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 không quá lo lắng về tiền bạc. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem đến một nguồn thu ổn định. Điều này khiến bạn cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Thử thách và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận, có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu với việc phụ trợ hoặc là đầu tư tay ngang, vận khí chờ tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng và cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn nhưng chỉ đủ để tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương, thế nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh, buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề có liên quan tới thực phẩm và dịch vụ. Cần hết sức lưu ý, bản mệnh làm gì đương số cũng cần suy tính cẩn trọng, tránh chủ quan, khinh suất mà tiền vào túi chưa nóng đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ tiền. Bên cạnh đó vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều. Đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh khỏi cảnh vay mượn, nợ nần. Xét theo phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Sự tác động mạnh của hung tinh, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Ất Tỵ không được như ý nguyện. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã nhau vì khác biệt về tư tưởng. Sự việc chính nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề, ngược lại nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Nếu trân trọng và yêu thương gia đình mình, thì bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống, có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề. Có như vậy, thì bạn sẽ phân biệt được rõ đúng sai trong sự việc. Các cặp đôi đang yêu, vấp phải không ít sự ngăn cản tới từ phía gia đình, hoặc là rắc rối thị phi nào đó, nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua khó khăn. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được mai mối cũng khó có thể kéo dài mối quan hệ. Cuối cùng, xét trên phương diện sức khỏe tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. So với tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2023, phương diện sức khỏe giảm sút hơn hẳn, đa phần do suy nghĩ nhiều mà áp lực cuộc sống, thành ra là đau nhức đầu, giảm sút thị lực. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong năm nên hạn chế xuất hành đi xa, kẻo bất lợi cho sức khỏe. Đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc là sông nước,
do vong thần hung tinh luôn thường trực. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý tới việc rèn luyện sức khỏe, hãy tích cực vận động tập thể dục, thể thao, để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải về tử vi chi tiết 12 tháng trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm 2024, đương số gặp khá nhiều vấn đề. Trong tháng này cần chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình, tập trung vào nhiệm vụ, không nên phân tâm để ý vào chuyện của người khác. Nếu cứ can thiệp vào chuyện của người khác, bạn sẽ dễ đẩy mình vào chốn thị phi, mâu thuẫn, gây ảnh hưởng tới danh dự cá nhân. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang làm công tác trong cơ quan nhà nước hay là kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau. Miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến, giai đoạn quan trọng thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu bạn nhé. Trong gia đình cần phải chủ động trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc với các thành viên, nếu không tình cảm sẽ dần dần trở nên phai nhạt, gia đạo bất ổn. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 2 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Ất Tỵ có những cải thiện nhất định. Bạn duy trì được thể trạng làm việc tích cực và nhiệt tình, vì thế mà công việc thường đạt được hiệu quả rất cao. Được các tinh ủng hộ, công việc khởi sắc làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Song nếu mục đích của bạn là thăng chức, tăng lương thì có thể phải đợi thêm một khoảng thời gian cố gắng nữa. Tình hình tài chính tương đối ổn định, bạn có thể tìm các công việc tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Phương diện tình cảm, các thành viên trong nhà đã hóa giải được những khúc mắc trước đó, đồng thời biết cách lắng nghe nhiều hơn, cuộc sống ổn định cũng mang đến cho bạn nhiều tác động tích cực tới sức khỏe. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tài vận có những bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái. Đương số sẽ tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước, các kế hoạch dù mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả, thế nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần phải có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Tuy nhiên, với những người làm công ăn lương, thu nhập của bạn vẫn ổn định, chứ chưa có dấu hiệu gia tăng. Vì thế cần chú ý nhiều hơn tới việc chi tiêu, không nên mua sắm những sản phẩm vượt quá khả năng kinh tế của mình. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động trong tháng này, vận khí vượng, nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ, mối quan hệ lứa đôi ngày càng thăng hoa. Gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng cảm thấy vui tươi và thuận lợi hơn. Người độc thân cần cởi mở hơn trong giao tiếp nếu mong muốn có người đến với mình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng này là một tháng khá yên bình đối với người tuổi Ất Tỵ, mọi mặt trong cuộc sống bước vào giai đoạn phát triển khá ổn định. Điều quan trọng bây giờ là bạn phải vững tinh thần và quyết tâm, cố gắng, không để lơ là kẻo xảy ra những lỗi sai đáng tiếc. Đương số có thể nhân cơ hội này để học thêm những kỹ năng mới, áp dụng vào công việc sau này sẽ rất hữu ích. Tình hình tài chính không có quá nhiều biến động, bạn cần cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, chứ không nên vội vàng, nóng nảy, nghe theo lời rủ rê của người ngoài. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp tinh thần Ất Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì nhiều. Trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho người mới ốm dậy hoặc tiến hành phẫu thuật, sẽ được phục hồi nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc lại quay về với nề nếp sinh hoạt thường nhật. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian tháng 5 âm lịch, dưới sự tác động của tam hội. Bạn làm quen được với nhiều đồng nghiệp hoặc là đối tác tốt bụng, đôi bên có thể cùng nhau cố gắng và hướng tới một mục tiêu chung. Bạn có khá nhiều điều kiện thuận lợi và may mắn, quyền quý, thế nhưng cái này chỉ là tạm bợ. Do đó được níu chấp vào đó quá lâu, kẻo lại mang họa, thực tế là có những người sinh lòng đố kỵ với những gì bạn làm được. Trong công việc làm ăn không nên quá cứng nhắc, nên linh hoạt hơn, thì khi ấy bạn tưởng rằng mình chịu thiệt,
thế nhưng thực ra trong tương lai sẽ lại có lợi hơn cho mình rất nhiều. Nhất là con giáp tuổi Tỵ đang nắm giữ vai trò lãnh đạo, ngoài yếu tố đảm bảo công việc thì nên tìm hiểu đời sống của người dưới quyền, sự thấu hiểu sẽ giúp bạn quản lý người ấy tốt hơn. Nhờ có người bạn đồng hành mà dường như công việc cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, hung tinh sáng họa khiến sức khỏe của bản mệnh phải chịu tác động nhất định. Đương số cần chú ý khi tham gia giao thông, khi thực hiện vận động mạnh hoặc là khi sử dụng vận hành máy móc để tránh những sự cố đáng tiếc. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 6, sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu cải thiện, bạn nên chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng, tránh những bệnh vặt xuất hiện khi thời tiết thay đổi. Công việc có nhiều tiến triển tích cực khi bạn luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Tuy nhiên, hiện tại bản mệnh chưa đạt được kết quả nào ấn tượng, song bạn đã dần dần gây ấn tượng được với người lãnh đạo. Cứ tiếp tục duy trì như này, công việc tăng lương, thăng chức sẽ chẳng còn là điều gì quá xa xôi. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ với người làm ăn, cho thấy hướng đi trước đó của bạn có lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không tìm kiếm thêm cơ hội cho mình. Nên khi có cát tinh trong tháng này thì nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền, lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Tháng này, những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Song những người tuổi Ất Tỵ cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng, lâu dần bạn sẽ mất hết khách. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 âm lịch là một khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Ất Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù bạn vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, bạn có thể bị kẻ xấu bụng đạt điều, nói xấu, gây ảnh hưởng không ít tới cảm xúc của bạn và cái nhìn của người khác. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội cho mình. Tháng này những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống sẽ thuận lợi hơn. Thời điểm này bạn cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người, dù có chuyện gì bức xúc cũng cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Không nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng hơn. Mối quan hệ gia đình cũng xuất hiện dấu hiệu không hòa hợp, bạn và nửa kia cần trò chuyện, hàn gắn kịp thời, không để cái thứ ba có cơ hội chen chân vào. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này, có thể là vì bạn thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc, trong cuộc sống. Mức lương lúc này không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng, nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn công việc đang dần đi vào quỹ đạo và đồng nghiệp có thể xuất hiện, giúp bạn giải quyết những khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới, phù hợp với năng lực của bạn. Hãy chú ý nắm bắt chứ đừng có chần chừ, do dự. May mắn là các khoản thu nhập chính phủ đều ổn định, nên bạn có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa hơn, song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, chớ nên nhẹ dạ cả tin và đưa tiền cho những người không xứng đáng. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này nhìn chung là ổn định, bạn có đủ sức lực để tham gia vào các hoạt động mang tính thử thách, cả thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, bạn tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, thế nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường. Tuy nhiên, đương số cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, có như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Do công việc thuận lợi, nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, người buôn bán, kinh doanh rất bận rộn, ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận không lâu. Chuyện tình cảm khá bình yên, nhân lúc rảnh rỗi, bạn có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Điều mà người tuổi Ất Tỵ cần chú ý trong nhiều tháng chính là sự nghiệp, bản mệnh là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao. Thế nhưng bạn không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác, một số người nhận trọng trách không nên lo lắng, tự ti quá mức, nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch.
Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước kia đã lùi bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu cải thiện, những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương vì vừa hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó. Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn nhiều tin vui bất ngờ, mối quan hệ đôi lứa càng ngày càng thăng hoa. Vợ chồng gia đình hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng cảm thấy vui tươi và thuận lợi hơn. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng chạp tháng âm lịch cuối cùng của năm 2024, mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Đương số tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những rắc rối, sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo. Với người làm đầu tư, kinh doanh thái độ tích cực, chủ động giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt được những cơ hội có lời, đem đến lợi nhuận cao cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng tăng trưởng, bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua. Phương diện tình cảm có cát tinh phù trợ nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ. Bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, trong gia đình, việc vợ chồng mâu thuẫn là lẽ thường, bạn cần phải có thái độ tích cực tháo gỡ, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, rồi lại đi kể lể tâm sự với người ngoài. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.